Tổng công ty Điện lực Dầu khí Quốc gia Việt Nam PV Power là nhà cung cấp điện năng lớn thứ hai tại Việt Nam chỉ sau Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Hiện tại, công suất lắp đặt 4.208 MW, bằng 11,5% công suất đặt cả nước và sản lượng điện hàng năm khoảng 22 tỷ kWh, bằng gần 12% sản lượng toàn ngành. 5 tháng đầu năm 2019, PV Power đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản. Sản lượng điện toàn ngành tổng công ty 5 tháng đầu năm đạt trên 9,4 kWh, đạt 100% kế hoạch được giao. Doanh thu đạt hơn 14,8 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách 481 tỷ đồng. Vừa qua, mã cổ phiếu POV của tổng công ty được Forbes Việt Nam đưa vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2019. PV Power đang nỗ lực đảm bảo vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả các nhà máy điện, phấn đấu tổng sản lượng điện sản xuất cả năm 2019 đạt và vượt ngưỡng 21,6 tỷ kWh, tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc, thoái vốn tại các đơn vị thành viên theo phương án được phê duyệt, tập trung nguồn lực tài chính cho mục tiêu phát triển PV Power bền vững trong những năm tới.